Tấn Cường Vlog, ba người chăn nuôi. Để là chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 10 tháng 3, 2020. Mình trở lại chạy bò của anh Trung ở Càng Long, Trà Vinh nha anh em. Thì hôm nay anh Trung có lô bò mới, rất là nhiều bò mà về nha anh em. Thì mình làm chuyến cái hành trình cái anh Trung bán bò lô bò cũ và bán lô bò mới luôn nha anh em. Thì cái lô bò mới về là rất nhiều bò, trên 30 con. Thì có anh ở Hà Giang là chốt hết luôn nha anh em. Thì mình sẽ làm cái video cho các anh em cùng xem. Thì ai có cần số lượng bò lớn thì liên hệ số điện thoại của anh Trung nha. Đó, bò về rất là nhiều anh em. Đó, lô bò đực này là trên 30 con. Đó, anh Hà Giang này là đã chốt có chân luôn anh em. Đó, mình hôm nay mình tính báo giá cái lô bò này. Nhưng mà anh đã xuống đã chốt hết. Đó. Đó, anh về lô bò rất đông nha bà con. Đây ăn rất mạnh nha, em có cái vẫn có nha. Cái nít nít này vẫn có nha. Còn mười mấy triệu em nhiều có hết nha bà con. Đây. Đây đực nha bà con, em chưa sắp lại kịp nha. Em còn đang về bò đây, em bắt được sở hữu được một cặp nhé. Tầm bắn ba mấy triệu nha bà con. Ăn rất là mạnh nha. Đó, cái lô bò của em về rất đông nha bà con. Bà con nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ giùm em nha. Đây, từ trong ra ngoài luôn nha bà con. Đây. Em vô trong quay cái dàn cho bà con coi đây, rất là đông nha. Đó, bà con nào có xài cứ liên hệ giùm em nha. Nói chung buôn bán thì cần số lượng, bà con ủng hộ rất là nhiều. Đó, bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ giùm em. Đây, tổng quan cái dàn bò của em này bà con rất là đông nha. Đó, hai mẹ con này là có ông anh kia bắt rồi, gửi làm chuồng. Đây, bò này ăn rất mạnh nha bà con. Đây em cũng bắt được mẹ một con đó nha bà con. Đây. Đó, đang rất là mạnh nha bà con. Đó. Bà con nào có nhu cầu cứ xài cứ liên hệ giùm em nha. Đó. Đó, ăn rất là mạnh nha bà con. Ăn hục hục luôn nha. Bò của em là nói chung là nó không mập nha bà con. Nó cứ dẻo bò thôi. Nó cứ không có mập nha. Đó. Đây. Bò em ăn nói chung là cỏ này chầu chầu nó cũng ăn luôn đó bà con. Đây, dùng em là chỉ cho ăn vậy thôi nha. Bên mới chạy cát sao biết chứ bò của em là đang vậy nè. Đó, cỏ thì có chầu chầu nha bà con. Nói chung mình có gì cho ăn cái đấy nha. Đây, chỉ cho ăn cỏ xôi với cỏ này nha bà con. Nó rất là dễ ăn nha. Bà con thấy nó ăn hộp hộp luôn không? Đó. Ăn rất là mạnh nha. Đó. Bà con nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ giùm em nha. Cây bò em tiếp tục về lô mới nha bà con. Cây bò em thành chung chung bắt các loại bò pháp kem bò 3B nha. Địa chỉ em ấp An Định Vọng, xã Tân Bình, huyện Càng Long, Trà Vinh. Số điện thoại em là 0977922285. Số alo em là 0772816004 nha. Bà con nào có nhu cầu xài bò hay xài số lượng lớn cứ liên hệ giùm em nha. Em bắt về số lượng rất là nhiều nha bà con. Đây, đó, rất là nhiều bò nha. Đó, rất là nhiều bò luôn nha bà con. Đó, bà con nào có nhu cầu cứ liên hệ giùm em nha. Đây. Đây, số điện thoại Zalo của em là 0772816004 nha bà con. Đây em ở huyện Càng Long. Em ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nha. Đây. Tiếp bán lô bò cuối cùng. Rồi, lên xe nha. Đó. Đang giao nha bà con. Đây trực tiếp bán lô bò cuối cùng nha. Đây em trực tiếp lô bò nha bà con. Đây lô bò cuối cùng trong một cái lô bò của em nha. Đó, cô bác nào thấy mà có yêu quý em thì liên hệ giùm em nha. Đó, còn thấy không, bò lên xe nha bà con. Đó, bò này em bán về Củ Chi nha bà con. Đó, về Củ Chi nha, cho ông anh nha. Ông anh lên là ông anh chốt liền luôn. Đó, ba ăn được 4 cái nha bà con. Đó, bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Đây, đây chạy bò em đây bà con. Đây số điện thoại của em đây. Chạy bò em là Thành Trung nha. Buôn bán các loại bò pháp kem, bò 3B. Địa chỉ ấp An Định Vọng, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nha. Số điện thoại em là 0977922285. Đây số Zalo em là 0772816004 nha.
bà con nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ giùm em nha. Bà đốt trước. Đây. Không dám vô. Lô bò cái nha. Bà bò này rất to nha bà con. Nói chung bò em bán em bắt từ cái giá nào mà yêu thương thì em để cho bà con yêu thương nha. Đó. Bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Ổ bò này sạc sạc, mình nói chung đồng tiền nào của nấy nha bà con. Bà con nào có nhu cầu xài bò này mình để nái cũng ok nha. Mình giao tinh ra thì dòng F2 không chứ không có dòng F1 nha bà con. Bò này cũng lên dặn nhì hết chứ không phải là nó tiền có mười mấy triệu con mà nó xấu nha bà con. Em lựa bò cũng sạch sẽ gì cho bà con nuôi á. Đây. Rồi cũng to lắm nha bà con. Bà con thấy không, bò cũng rất đẹp nha. Bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Rất được nha bò nha. Đây, tiếp tục nha bà con. Rồi. Hết chưa? Đủ cho 7 con chưa? Đây mấy ông anh này vô thăm trại em nha. Giơ tay cái anh. Ở đâu anh? Ngoài Bắc, Hà Giang. Đâu em rút ra anh nói chuyện đây. Ngoài Hà Giang bạn ơi. Rồi hai ông anh nha. Đây vô thăm trại anh bắt bò của em nha. Đó, bà con nào có nhu cầu những thứ gì ơn liên lô giùm em nha. Em về lô bò mới rồi con, có ông anh đóng chốt hết rồi bà con. Đây. Ông anh từ Hà Giang xuống bắt hết bò em nha bà con. Thì cái nên em cũng làm cái clip báo là bà con tình hình trại em bán là cũng giá rất là ok nha bà con. Đó, ông anh đều chốt hết nguyên cái dàn mồi nha bà con. Đó, bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Đây, con cái tơ này ông anh là bắt 24 triệu nha bà con. Đây, anh từ Hà Giang vô nha bà con. Đây, 24 triệu. 24 triệu nha bà con. Đó. Bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Rồi, từ cái con này nha, em bán xô rảnh nha. Từ cái con này, con ba bê đứt muối luôn nè bà con. Bò này bò độ nha bà con. Con này mà đáng lẽ tầm khoảng 26,5 triệu một con nha bà con. Đó. Bà con nào có nhu cầu xài thì cứ liên hệ em nha. Em bán xô là 24,5 triệu một con nha bà con. Rất là độ nha. Đây ông anh Hà Giang nha. Đó, ông vô tới bữa nay ông về tới hết lô bò thì ông gửi quán bắt hết luôn nha bà con. Bà con thôi con tỏm giùm em cũng báo giá trực tiếp cho bà con coi nha bà con. Đây, con bò này là 24 triệu nha. 24,5 triệu, 24,5 triệu. Bò độ nha bà con. Bò này bò độ nha, bò này cao tầm khoảng 1 mét. Mét mốt bò chưa được mét mốt bò nha bà con. Con này rất pin nha bà con. Lực nè bà con coi nè, rất là lực nha. Đây, con này em cũng bán anh là 24,5 triệu nha. Đây, về cho mình bán cái giống bò Trà Vinh em đi về ngoài nha bà con nuôi nuôi kiếm lợi nhuận nha. Đây con bò này em cũng bán 24,5 triệu nha bà con. Đây con này em cũng bán 24,5 triệu nha. Đó em quay rất là chi tiết bà con coi nha, đứng thẳng gẳng nha, rất là đẹp nha bà con. Đó rồi đây hai con kem F2 này đã bán 23,5 triệu nha bà con, rất độ nha bà con. 23,5 triệu đây. 23,5 triệu nha bà con. Đây rất độ nha. Đó bò này cao cũng tầm 1 mét lẻ giật về nha bà con. Đây con kem F2 con 3B này cũng là 23,5 triệu. Đây con này 23,5 triệu luôn bà con. Đây con này 23,5 triệu luôn nha bà con. Đây mình chi tiết lại bà con. Đây con kem F2 này là 24,5 triệu nha. Đây em tổng quan cái lô bò đây của ông anh đây. Ông anh này bắt nha, thì nói chung là em chưa lên clip được thì ông anh bắt hết rồi. Nói chung thì em cũng bán giá này để cho về anh bán lại cho bà con á. Anh ở xa cái tiền cúp phí không là 70 triệu nha bà con. Về tới nhà anh á, cúp phí không á, anh ở Hà Giang nha. Đó là con nào có nhu cầu ở ngoài á. Đó. Mua thì ủng hộ anh giùm em nha. Đó, chi phí rất là cao nha bà con. Rồi. Rất là bự bò nha. Rồi, em chi tiết em quay bà con coi đây. Đây từ cái lô con kem đó với con kem này là 23,5 triệu nha bà con. Đó
em quay chi tiết để tại sao mà em thường thường em đăng một cái lô em là một tuần em lên chừng 3 ngày 4 ngày là em cứ lên một tuần một lô nha. Tại vì đây con này cũng cao 1m gần 1m1, em đứng bán là 23.500 nha bà con. Đây con này cũng 23.500 nha. Đây con đít muối này em cũng để 23.500 luôn nha bà con. Đây con này cao 1m lẻ nha. Đây mẹ một con này em để là 32.000 nha bà con. Đây mẹ một con nha. Đây con này em để là 14.000 nha. Đây mấy cái tơ này làm để 19.500 luôn nha. Đó rồi rất đẹp nha bà con. Đó bà con nào có nhu cầu mà xài cờ bò cái này á, chờ em luôn sau em liên hệ em bắt rất là nhiều bò nha bà con. Em trong vòng 1-2 ngày em có bò hết nha. Đây bò này rất độ nha, bà con tin tưởng em thì cứ liên hệ giùm em nha. Đây bò này để nói là không chỗ nào chê nha bà con. Đây cặp bò này là em bán là cặp bò cá hoặc bò đực đực kem F2, này là cặp này 34.500 nha bà con. Đây cặp cái này là cặp cái nghé này là 23.500 nha bà con. Đây cái này là 15.500 nha bà con. Đây con cái này là 18.500 nha, cái rất độ nha. Con này 15.500 nha bà con. Rất là nhiều bò nha. Em quay cho bà con tham khảo nha, cái lô bò em chuẩn bị em giao cho ông anh á. Cho nên em không bán được cho bà con nha, bà con coi thứ tham khảo cái giá mà thường mà em bán á. Cho ông anh này về mua đi bán lại nha. Đó. Đó bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Đó, em về lô bò rất đông nha bà con. Đó bà con nào cảm thấy được ok thì cứ liên hệ giùm em nha. Ông anh này nha. Ông anh này có cái clip mà em chuẩn bị em giao bò bò hổm đó. Rồi bữa nay em bắt tiếp tục nha. Đó bà con nào có nhu cầu tin tưởng em hay miền Bắc miền Nam em vẫn giao được nha. Đó em bắt số lượng rất là nhiều nha bà con. Bà con tin tưởng em là bắt số lượng rất là nhiều nha. Em 1-2 ngày lại bắt sẽ có bò cho bà con hết nha bà con. Đây số bò em rất là đông nha. Đó em báo giá từ con không phải là gì, báo giá là cho bà con tham khảo biết á, là cái lô bò em bán cho ông anh mà về nuôi kiếm lời kinh tế được á. Tại ở xa mà ta mua được thì bà con cứ mua ủng hộ giùm em nha. Đây cái này ăn good nè bà con. Em được sở hữu được một con nha. Con bò này em chỉ bán giá là tầm 15.500 thôi nha bà con. Đây 15.500 một con cái ăn good nha. Đó, cặp cái nghé này là 23.500 nha bà con. Đây cặp đực nghé giọt giọt là 34.500 nha. Đó. Còn cặp cái này bảo đồng là con 19.500 nha bà con. Đó. Đây, mẹ con là 32.000 nha. Đây em ơi tổng quan đàn bò chuẩn bị em giao cảnh nha. Còn đực kem này là 23.500 một con nha. Tổng cộng là 5 con nha bà con. Đây một con 23.500, một con 23.500. Con bít búi mở là 23.500. 3B 23.500. Đây. Kem trắng này cũng 23.500 luôn nha bà con. Kem trắng kia cũng 23.500 luôn. Đó, em tổng quan cái sơ sơ cái dàn bò của em á, em chuẩn bị giao cho bà con anh á. Bà con nào có thương em thì nhu cầu mà liên hệ bò giùm em nha. Từ cái con bông đó lợi tên kia này cũng bắt luôn mẹ con luôn nha bà con. Đây. Mẹ con này ông anh ở Hà Giang bắt luôn nha. Đây. Xếp vào chưa? Chưa mắc mắc lấy nó vô anh. Cho vào đi, vào bốc lên. Đây đây đây. Đây đây. Đây vô rất là bự nha bà con. Đây. Đó. Ông mình bắt hết luôn lô bò của em nha. Nói quay chi tiết cho bà con coi á. Đó bà con nó có nhu cầu này đây, con này cũng 23.500 nha bà con. Đó bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ. Em cũng chiết cho ảnh một con ngé luôn nha bà con. Đây mẹ con bò của em đây. Đây dòng bò của em đây nha bà con. Rất to nha, bò này tầm khoảng 6 tháng được, 6 tháng rồi nha bà con. Con cái nè bà con. Bà con coi con cái nè. Đây bò là bò nhà em nha bà con. Đây em chiết cho ông anh con ngé ngé đực này nha bà con. Đây cho về nuôi làm kỷ niệm nha. Đây xương cối luôn nha bà con. Đó bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ tin tưởng em nha. Đây con mẹ con đây mà em chiết cho ông anh con ngé rồi con ngé đực của em nha. Đó bà con thấy rất to không? Đó đây con bò mẹ này là con của con bò vàng bên kia, bò này chữa 3 tháng nha bà con. Con đó là tổng cộng là 5 tháng rưỡi nha bà con, mà con mẹ nó có chữa đây là 3 tháng nha bà con. Đây. Đây con này mới có 4 tháng mà anh bắt luôn nha bà con. Anh thích quá anh bắt luôn. Thì nói chung là anh em ở xa thì mình của mình thì mình quý, nhưng mà tiền của anh thì cũng quan trọng nữa, nhưng mà anh em thích thì mình để kiếm con khác mà nuôi tiếp nha. Đây bữa nay em quay dàn bò của em luôn nha bà con coi nha. Bò cái là bò là cái độ nha bà con. Kem độ nha. Đây. Đó chuồng em chỉ có 2 con cái độ thôi bà con. Rất to nha bà con. Nó đứng là ngang cán em á. Đó. Bò rất to nha. Bữa nay em quay chân bò của em cho bà con coi luôn nha. Đó. Xương nè bà con, bò cái bà con coi xương nè. Xương cối nha bà con. Đó. Đó, tổng quan của con bò đây. Đây em giao cho anh nha. Đó bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Đó.
anh về rất là nhiều bò nha bà con. Đây đó, ông anh nhiều chốt hết nha. Rồi rất rong nha bà con. Đây trực tiếp lô bò nha bà con. Gà dựng hình hết nha. Đó bà con nào có nhu cầu xài cứ liên hệ em nha bà con. Rồi anh bắt hết rồi cho nên em cũng quay cái clip lên cho bà con thân tham khảo á. Đó bò này cất độ nha bà con, em vẫn giữ là đã 24.500.000 nha cho ông anh nha. Đó nói chung chi phí mà về ngoài là tại nhà một con tới ra 26-27 triệu một con ấy mà nghe bà con, tại vì nó ở quá xa nha, cái tiền xe không 70-80 triệu nha bà con. Đó bà con nào có nhu cầu cứ xài cứ liên hệ em nha. Năm nước gì hư kệ mẹ đi, năm nước gì hư thì bỏ mẹ để cái dòng mấy mẹ con nó vô á, vô cầm theo, không có cầm theo bây giờ nước nữa gãy rồi. Mình có nhiều xe gì đầy, xe gì đầy, xe lọ hay xe lọ, xe đầy hơn lọ hay gì lọ theo tròn, xe là tròn đâu kìa con đẹp. Đây chuẩn bị cho nước lị bên xe nha bà con. Đây đây của ông anh này, đây đây là chủ nhân của lần bò nha. Đó anh đang cho uống nước rồi chuẩn bị lên xe nha. Đó. Em về bán hết lô bò này nha bà con. Đây đó. Ông cảm ơn anh đã từ bay từ ngoài Hà Giang mà vô tới đây bắt bò của em nha. Nói chung vậy là quá quý luôn nha bà con. Đó chưa có ai được giống như ông anh này nha. Đó ở đây nói chung là bò bán cũng rất là nhiều người bán nha, chứ không phải là riêng một mình em bán bò nha. Đây ông anh vô cũng ủng hộ rất là đông nha. Đó tự xử luôn, em cứ quay phim ổng cứ tự xử. Đó. Đó rất đông nha. Thấy không? Ông cho anh này. Đây. Ông anh là tự xử luôn nha. Đây. Ảnh người Hơ Mông nha. Ảnh người dân tộc Hơ Mông. Ừ.